Chào mừng các bạn quay trở lại website của Ada. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách tìm ý tưởng thiết kế thun ở trên Instagram. Đây là một trong những cách mà mình hay sử dụng thường xuyên để mà mình có thể tìm ra những cái mẫu thiết kế hay, tư duy tốt và mình có thể áp dụng cho những cái sản phẩm quảng cáo của mình ở trên Facebook. Thì bạn nào mà chưa biết về Instagram thì cũng là cái cơ hội để mình giới thiệu trong cái bài này luôn. Thì có hai cách mình giới thiệu đây. Cách đầu tiên là mình không sử dụng tool mà sẽ sử dụng bằng tay tìm thông qua những hashtag. Còn cách thứ hai là sử dụng công cụ của Vũ AI phát triển, bên team mình đã phát triển để mà share miễn phí cho cộng đồng có thể xài. Và cái tool này phải sử dụng với proxy. Mình sẽ giới thiệu qua cách đầu tiên là sử dụng bằng hashtag, không phải sử dụng bằng tool. Thì đây là một cái tài khoản mình đã mở sẵn trên cái hashtag t-shirt. Đối với những cái tài khoản mà các bạn đăng ký ở trên Instagram á, thì các bạn chỉ cần một cái email, password và số điện thoại của các bạn là các bạn có thể đăng ký được rồi. Thì các bạn có thể đi spy những sản phẩm coi là có mức độ tương tác tốt hay không, hiện tại đang là trend của thị trường hay không, thì các bạn có thể tìm hiểu trên đây. Đối với cái từ khóa này á, thì mình tìm từ khóa là t-shirt. Mình gõ vào đây này, t-shirt ấy thì nó sẽ hiển thị tổng hợp kể cả hashtag là có thăng và kể cả những cái shop là có hình tròn đây nè, và profile cũng là hình tròn luôn. Đó. Thì các bạn có thể coi đây, thì ở đây ấy, nó sẽ hiển thị đâu đó là khoảng 50 30 thôi, hình như 30 đến 50 những cái dòng ở đây nè, kể cả shop, kể cả hashtag luôn. Thì mình có thể tìm nhiều hơn bằng cách là sử dụng điện thoại. Còn trên máy tính sẽ chỉ hiển thị giới hạn bằng này thôi. Thì ở đây là mình giới thiệu trên máy tính để cho dễ thao tác. Thì mình sẽ gõ cái từ khóa t-shirt vào đây và mình sẽ ra một loạt 9 cái sản phẩm đầu tiên. Đây là mình sẽ gọi là top 9 sản phẩm có mức độ tương tác tốt nhất. Sau đấy là những cái sản phẩm mới nhất sẽ hiển thị ở đây, mới, xong rồi cũ dần đó. Đấy, mình sẽ chỉ quan tâm ở trong cái top 9 này thôi. Thì các bạn coi sơ qua những cái shop ở trên đây này, rê chuột và nó hiện lên cái số like, số comment rồi. Mình sẽ ấn vào đây mình coi cái shop này. Đấy, mình mở ra một cái tab mới, mình vào trong shop mình coi sơ qua coi là shop này họ bán chuyên về áo thun hay không, ở trong đây nó có những cái sản phẩm áo thun gì nổi bật hay không, mình có thể đưa về mình thiết kế lại và mình bán ở trên Facebook, hoặc là mình bán ở trên những cái thị trường market khác riêng, SC hoặc là Amazon, Facebook bộ này. Thì mình chỉ tập trung vào thị trường Mỹ ấy, thì mình nên bỏ qua những cái shop mà có tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức đi, chỉ tập trung vào tiếng Anh thôi. Mình sẽ vào cái shop này mình coi thử. Đây, kiểu bán giống đồ cosplay rồi. Coi sơ qua cái áo này này. One shirt không? Ở trên đây nó có hiển thị thêm cả những cái hashtag liên quan đó, các bạn có thể mở đây ra coi thêm này, liên quan đến cái hashtag mà mình vừa tìm á. Sản phẩm ở đây mình mở ra vào shop mình coi, 2000 like, 102 share, mình có thể đưa về mình thiết kế lại mình bán cũng được. Chuyên về đầm váy rồi, kiếm mèo thun hơi khó. Bỏ qua cái này đi ha. Mèo thun này, tương đất kém quá, kém quá thì mình bỏ qua. Đó, công việc hàng ngày á, thì những hashtag này á, các bạn có thể sử dụng hàng ngày luôn, tại vì ở trong cái top 9 cái sản phẩm đây á, là
sản phẩm sẽ thay đổi hàng ngày, hoặc là những cái hashtag nào mà cạnh tranh ít đó, nó sẽ thay đổi hàng tháng, còn cạnh tranh ít hơn yếu hơn đấy thì nó sẽ thay đổi hàng năm. Thì mình có thể mình theo dõi và mình sử dụng những hashtag thay đổi liên tục, và mỗi ngày sẽ có một sản phẩm mới để mà thay đổi liên tục đó. Thì các bạn cứ tập trung kiếm những hashtag nào mà có độ bài viết kiểu như vậy, là trên 100.000 bài viết đấy là có mức độ tương tác tương đối là cạnh tranh ấy, thì các bạn nên tập trung vào đấy. Bởi vì những cái cạnh tranh nhiều khốc liệt như vậy ấy, thì những cái sản phẩm trên đây nó mới hàng ngày được. Còn nếu mà cạnh tranh yếu ấy, thì khi mà một sản phẩm tốt rồi ấy, nó đứng ở trên đây cả ngày cả tháng cả năm luôn. Nên mình muốn nó thay đổi hàng ngày ấy, thì mình phải dựa vào những cái hashtag mà có số bài post càng nhiều càng tốt, để mình sẽ biết được là mình sẽ sử dụng được cái hashtag đó mỗi ngày luôn. Cứ vào sử dụng cái hashtag đó lại ấy, thì sẽ có bài mới hàng ngày. Đây, số lượng like đây khá là nhiều. Mình ở bên đây mình coi 2.000, 1.000 đây, quá trời luôn. Mình dựa vào like và comment của bài viết. Đây là bán ra thị trường Brazil này. Cũng khá là nhiều. Bạn nào mà bán bên thị trường Brazil thì đây cũng có thể tham khảo. Mình thì mình bán ở bên thị trường US thôi, chứ không bán bên Brazil. Nhiều sản phẩm rất là tốt, viral rất là tốt luôn. Đây là những cái hashtag mà mình tắt cái này bớt đi ha, tắt đi, mình để lại một shop đi. Mình để lại một cái shop này đi ha, quét cái shop này lấy làm ví dụ thôi. Ngoài ra những cái hashtag mà liên quan ở trên đây ấy, thì các bạn có thể ấn vào trong cái sản phẩm đó, ví dụ những cái sản phẩm này đi, các bạn có thể ấn vào những cái hashtag ở trong đây này để mà tìm thêm coi là về áo thun nó có gì nữa. Đây này, đây là hashtag mới này. Sử dụng hashtag tiếng Anh nhé, sử dụng mấy hashtag này để mà kiếm thêm áo thun. Ngoài những cái từ khóa mà mình nghĩ ra được ấy, thì mình có thể tìm bằng cách đấy, tìm thông qua hashtag của những bài viết nữa. Đây là viết là trên áo thun đấy, nó in cái gì, người ta thích cái gì, mình sẽ đọc comment kèm theo là những hashtag ở đây nữa. Sau mình vào cái shop để mình coi coi là chuyên về áo thun hay không, rồi thì là coi cái sản phẩm ở trong đây có tốt hay không, có lượng like tốt hay không. Đây, tương tác hơi kém thì mình sẽ bỏ qua cái bài khác. Liên quan nữa thì mình sẽ tắt t-shirt này, mình sẽ ra trong đây mình coi. Tắt đi. Đây, chuyển t-shirt đây. Display. Mình cứ vẫn mình coi thôi. Ban nhạc mình cũng có thể vào những cái fanpage của ban nhạc mình tìm coi là những cái ông trong đấy ông đang mặc cái áo gì, hình gì để bán cho fan, ví dụ như thế. Tương tác tốt hơn, hướng dẫn cách người ta cách phối đồ.
Ok, mình quét cái bài này đi. Thì ngoài cái cách đấy ra thì mình có thể sử dụng là bằng tool mình vào đại một cái profile nào đó hoặc là một cái shop nào đó. Thì các bạn lấy cái tên ở đây này, các bạn đưa qua bên tool bên Vũ Hà Đây, ở vào đây nha. Vũ Hà Đây.com siêu Instagram này, mở lên. Và trong đây sẽ có user AdWords của Instagram, proxy, user mà các bạn muốn scan này, pay, số pay các bạn có thể điền 1, 2 hoặc là 20 hoặc là 40. Mình thường điền khoảng 20 hoặc 40 thôi, còn nếu mà điền nhiều hơn cũng được, nhưng mà điền nhiều quá thì nó quét nó bị lâu á, bị đơ, mà đơ đơ cái trình duyệt ấy, tùy vào cái trình duyệt của bạn có mạnh hay không, với tốc độ vi xử lý ở bên máy tính của bạn có tốt hay không thì nó sẽ không có bị đơ máy, kiểu như vậy. Mình thấy là khoảng 20 đến 40 pay là được rồi. Một lần quận chuột như vậy này, xuống đây là một pay này, tải này đó, xong tiếp theo là hai pay này, kiểu kiểu như vậy, 40 lần quận hết. Trong đây có khoảng 225 pot đấy, thì quận khoảng 10 lần đến 20 lần thôi là hết cái pay rồi. Các bạn để khoảng 10 đến 20 thôi. Thì ở đây mình sẽ demo. Ở đây mình bật sẵn rồi. Mình sẽ quét cái user đấy thử ha. Ở đây là quét xong rồi nè, thì các bạn sẽ quay xuống dưới, các bạn sẽ coi được số like, số share, số like, số comment, view nếu mà là video, và cái số đánh giá trung bình của hai cái này cộng lại chia ra chất lượng bài viết đấy. Các bạn có thể chọn theo lượng like này để coi là cái bài viết nào mà lượng like nhiều nhất hoặc là bài viết nào mà comment nhiều nhất. Các bạn sẽ mở ra để mà coi là cái ảo thu này có tốt hay không, mình đưa về mình bán hoặc là mình nảy ra một cái tư duy nào đó tiết kiệm thời gian cho các bạn. Rất là tiện thôi, có nhiều đó. Sắp xếp quy trình dưới đầy đủ hết. Okay. Thì mình giới thiệu sơ qua cái VOSI này á, các bạn có thể mua ở bất cứ đâu, hoặc là các bạn có thể mua thông qua người quen, mua ở trên Facebook. Còn nếu mà các bạn nào mà không biết á, thì các bạn có thể mua thông qua cái đường link ở đây mình có giới thiệu đây, là mua ở trên trang VOSI để mà mình có thể sử dụng. Tại sao mình phải sử dụng VOSI cho cái tool này? Bởi vì nếu mà các bạn không sử dụng ở đây ấy, thì cái tài khoản của các bạn sẽ bị khóa, bị checkpoint nên nó rất là phiền. Nên các bạn phải sử dụng VOSI ở đây. Bạn nào mà muốn sử dụng thì các bạn sẽ phải có một cái VOSI riêng cho tài khoản của bạn. Thì các bạn có thể mua ở đâu đó, có thể mua ở bên này. Giới thiệu bên này đi, tại mình cũng hay mua bên này để mình quét vớ vẩn, mình quét lung ta lung tung những cái tool khác, những hệ thống khác này mình hay sử dụng bên này tại vì nó cũng rẻ. Thì các bạn đăng ký tài khoản và các bạn nạp tiền vào thôi, nạp tiền vào, các bạn vào My Galaxy này, xong các bạn ấn vào thẻ Visa là nhập số vào và nhập cái mã thẻ vào, và nó sẽ gửi cái đoạn code xác thực thông tin đến cái SMS điện thoại của bạn, rồi nó sẽ, nếu mà đồng ý nhập đúng á, thì nó sẽ nạp số tiền mà các bạn muốn nạp vào đây này. Nạp bao nhiêu á, thì các bạn ấn nạp vô thì nó sẽ vào trong đây, nạp vào trong đây rồi thì các bạn sẽ có số dư kiểu như như mình này, mình xài một mớ rồi. Xong rồi mình qua đây mình mua một xi này, mua nhanh á, các bạn chọn ở đây này United States này, mình sẽ mua là một tháng thôi, mua một con thôi, như thế. Chọn HTTPS hoặc số 5 thì đều được hết. Continue này. Đó thì ở đây ấy, mình sẽ có được cái địa chỉ IP này, port này, user password này,
Thì ở bên cái bên này mình cũng để sẵn là điền theo cái công thức là HTTP 2.0 user password a cộng và user 2. Và password đó, các bạn điền theo cấu trúc như vậy nha. Ví dụ như ở đây là mình sẽ điền là kiểu như vậy, mình sẽ copy vài đi ha. HTTP 2.0 này như vậy đó, xong a cộng, xong user đây 2 chấm này, điền như vậy. Nếu mà không điền thì các bạn thêm chữ S vào đây nữa. Nếu mà điền như vậy là các bạn điền vào đây này, vào đây. Nếu mà không được thì các bạn thêm chữ S vào đây, các bạn lót vào được không? Thì như vậy là xong. Và điền user password Instagram của bạn vào đây. Một ngày chỉ quét khoảng 1-2 lần thôi. Bởi vì nếu mà các bạn quét thường xuyên á, thì bên này đăng nhập cứ mỗi lần quét ấy, thì nó sẽ đăng nhập một lần. Thì các bạn sẽ đăng nhập nhiều lần quá thì cái hệ thống mặc định sẽ đăng nhập vào cái nick tài khoản của các bạn ấy. Khi mà đăng nhập nhiều quá thì dẫn đến cái tài khoản của bạn sẽ dễ bị check bo, nên một ngày chỉ đăng nhập một hai lần thôi để mà sử dụng tool này này. Thì một ngày quét 1-2 tài khoản thôi cho an toàn. Và trên cái tool này á, bên mình phát triển là miễn phí và không có lưu bất kỳ thông tin nào mà các bạn nhập vào đây, nên các bạn yên tâm mà các bạn sử dụng không có vấn đề gì cho tài khoản của các bạn hết. Ok, ngoài ra các bạn có thể theo dõi thêm những cái tư duy ảo thun mình đã share ở trên group của hai đây. Các bạn có thể vào đây các bạn coi thêm mình đã đánh từng cái tag riêng cho những cái topic kiểu như thế là tư duy ảo thun này. Bởi vì ở trên vũhaiday.com ấy, thì chỉ có những cái sản phẩm liên quan với nhau thôi, và liên quan hết một mạch vậy với nhau ấy, thì mình tổng hợp lại theo nhiều năm. Còn những cái sản phẩm ở trên đây ấy, là mình chia sẻ là những sản phẩm theo trend là một, hoặc là những sản phẩm nó mình không có tập hợp thành một cái list liên quan, thành một case study giống như là ở trên website được, nên mình bỏ nhỏ ở trên đây từng bài riêng rẽ một như vậy này, phân tích từng bài nhỏ nhỏ như một vậy này. Thì các bạn có thể coi trên đây để theo dõi thêm về cái tư duy của mình tốt hơn, nâng cao kỹ năng của mình về cái mảng PD này. Nó nhiều cái để kết hợp lắm. Mấy cái bài nhỏ này mình cũng tính đưa lên website nhưng mà nó ngắn quá, nên nếu mà đưa ra một bài post hoặc là một video riêng á, thì nó kỳ, nên mình giới thiệu luôn ở trong cái video này. Mình đã phân tích một số bài như vậy và mình sẽ cập nhật những cái bài nhỏ 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 riêng như vậy, cập nhật kể cả theo trang luôn. Thì các bạn cứ theo dõi cái group này, có sự hỗ trợ của tất cả cộng đồng anh em cùng làm chung cùng lĩnh vực, mình cố gắng kết nối anh em lại. Rồi mình sẽ ra nhiều video tiếp theo hay hơn chia sẻ với anh em. Cái video này chỉ tới đây thôi, các bạn nào mà thấy hay và dễ hiểu và có ích thì cho mình một like một share, kèm theo dõi những video tiếp theo của hai đây. Còn những cái vấn đề mà muốn hỏi thêm, mình muốn mình làm thêm những video gì á, thì các bạn có thể để lại comment ở dưới yêu cầu, thì mình sẽ tổng hợp kiến thức lại và các bạn sẽ được mình chia sẻ trong những cái video tiếp theo. Ok, cái video này đến đây là kết thúc. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.